Sư cho con hỏi, ví dụ con mua quần áo, giày dép, người ta bán hàng nhái có dính những logo thương hiệu như LG, Chanel, Gucci, Fendi, có phạm giới trộm cắp không? Không có ha. Cái giới thì mình không có phạm. Còn cái chuyện mà phạm hay không là do cái người mà sản xuất, chứ không, nó không phải là chuyện của mình. Nhưng mà nhớ, khi mà mình thích xài hàng giả nha, thì mình sẽ có duyên với hàng giả. Quý vị ngó vậy chứ nó nghiêm trọng à. Mình thích xài đồ giả thì mình sẽ có duyên với đồ giả. Thì mai mốt mình sẽ gặp cái chánh pháp giả, mình sẽ gặp một ông Phật giả, mình sẽ gặp một ông Thánh giả. Rồi khi đó là mình sẽ tu theo cái phương pháp giả, và mình đi về một cái cảnh giới giả. Thành ra là hãy cẩn trọng với những đồ giả ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.